Thưa quý vị, được ví như giải thưởng Oscar trong ngành công nghiệp du lịch, giải thưởng du lịch thế giới WTA sau 23 năm lần đầu tiên đã đến Việt Nam. Theo ban tổ chức năm nay, thì Việt Nam giành được 24 giải thưởng du lịch thế giới ở các hạng mục khác nhau. Đặc biệt trong số này thì có 6 đơn vị và 1 điểm đến đạt giải thưởng ở cấp độ khu vực châu Á. WTA được coi là giải thưởng có uy tín nhất trong lĩnh vực du lịch thế giới do sự khắt khe trong khâu sàng lọc và xét chọn. Giải thưởng được chia thành nhiều hạng mục dành cho các đơn vị kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp du lịch, bao gồm hàng không, khách sạn, resort, công ty lữ hành, vận chuyển, du thuyền, điểm đến du lịch, v.v. Trong đó, mỗi hạng mục lại được chia thành 3 cấp độ là cấp độ quốc gia, cấp độ châu lục và cấp độ thế giới. Theo danh sách của ban tổ chức, trong lần trao giải thứ 23 này, Việt Nam giành được 24 chiếc cúp danh giá từ WTA, trong đó có 8 giải thưởng ở cấp độ khu vực. Cụ thể, thành phố Đà Nẵng đạt giải điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á, Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort đạt giải khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á, Intercontinental Asiana Sài Gòn đạt giải khách sạn thành phố hàng đầu châu Á, khu nghỉ dưỡng Amane đạt giải thưởng khu nghỉ dưỡng Baltic hàng đầu châu Á, Nam An Retreat đạt giải khu nghỉ dưỡng Retreat hàng đầu châu Á. Đặc biệt, vượt qua hơn 36 công ty du lịch đẳng cấp đến từ các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Viettravel tiếp tục giữ vững danh hiệu nhà điều hành tour đứng đầu châu Á trong 3 năm liền. Cùng với đó, đơn vị du lịch này cũng có 4 năm liền giữ ngôi vị là nhà điều hành tour hàng đầu Việt Nam. Trao đổi bên lề buổi lễ trao giải du lịch thế giới, ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Viettravel cho biết, giải thưởng WTA là điều mơ ước của tất cả các công ty trong lĩnh vực du lịch. Giải thưởng là sự công nhận về uy tín và nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc phục vụ khách hàng, không riêng tại thị trường Việt Nam mà còn với cả khu vực. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã xây dựng cho mình được một cái đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Chúng tôi đã nỗ lực không mệt mỏi trong suốt thời gian vừa qua để duy trì và càng ngày càng nâng cấp cái dịch vụ phục vụ của mình để đáp ứng được cái kỳ vọng của khách hàng. Chúng tôi có kế hoạch có kế hoạch làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ cũng như cái kế hoạch bán hàng từ sớm, từ rất là xa. Từ đó là chúng tôi chủ động được căn cứ vào cái mùa vụ của mình, chúng tôi chủ động xây dựng cho mình cái kế hoạch để mà dự đoán trước cái tình hình khách hàng, chủ động về mặt dịch vụ để không bị động trong những cái mùa cao điểm. Và trong thời gian vừa qua thì cái hướng làm việc như vậy thì nó đã chứng minh được cái tính đúng đắn của nó, bởi vì chúng tôi gần như là rất ít khi chúng tôi bị động trước một cái tình huống nào, trong khi mà dù mùa cao điểm hay một cái khủng hoảng hay là bất cứ cái sự kiện gì xảy ra thì chúng tôi đều có kịch bản để chúng tôi đối phó trước. Trong năm 2016, ngành du lịch tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như bất ổn ở châu Âu, Thái Lan và thiên tai, bệnh dịch liên tiếp xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, Viettravel vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Theo thống kê 9 tháng đầu năm 2016, Viettravel đạt 550.000 lượt khách, tăng 125% so với cùng kỳ. Trước khi nhận giải thưởng du lịch thế giới lần thứ tư, trong tháng 9 vừa qua, Viettravel cũng nhận được 2 giải thưởng uy tín hàng đầu ở khu vực châu Á, là TTG Travel Award với danh hiệu Best Travel Agency Việt Nam và giải thưởng MTAA với danh hiệu The Best Outbound of the Year. Nhân dịp này, đại diện Viettravel cho biết sẽ gửi lời tri ân đến khách hàng thông qua việc tung chùm tour siêu khuyến mãi với tổng giá trị lên đến 4 tỷ đồng và số lượng 1.500 chỗ. Ngoài ra, một gương mặt mới đại diện của Việt Nam trong danh sách nhận giải WTA năm nay là Vietnam Airlines, cũng khá nổi bật với 2 giải thưởng ở cấp độ khu vực là hãng hàng không hãng phổ thông hàng đầu châu Á và hãng hàng không văn hóa hàng đầu châu Á. Đạt được thành tích này, theo đại diện Vietnam Airlines là nhờ những cải tổ triệt để trong năm qua. Trong suốt 2 năm qua thì Vietnam Airlines cũng đã tiến hành cải tổ triệt để. Thì chúng tôi cũng đã đưa vào cái bộ nhận diện thương hiệu mới của Vietnam Airlines. Và trong 2 năm qua thì chúng tôi cũng đã đưa vào, chúng tôi là cái hãng hàng không đầu tiên của châu Á đưa vào khai thác đồng thời 2 dòng máy bay hiện đại nhất thế giới, đó là máy bay Boeing 787 và Airbus 350. Cùng với đấy là tháng 7 vừa rồi thì chúng tôi cũng được cái tổ chức xếp hạng dịch vụ hàng không thế giới là Skytrax, xếp hạng là cấp chứng chỉ là hàng không 4 sao. Với sự vươn lên của các doanh nghiệp Việt Nam trong danh sách các doanh nghiệp du lịch hàng đầu châu Á, đại diện đơn vị tổ chức của giải thưởng WTA gọi đây là sự bùng nổ của du lịch Việt Nam. Tôi phải nói đây là một điều rất kỳ diệu. Việt Nam sau nhiều năm luôn phải đứng sau du lịch các nước như Thái Lan, Campuchia. Bây giờ, các công ty Việt Nam đã nảy ra được nhiều ý tưởng, dự án mới, độc đáo. Ngành du lịch đang bùng nổ tại Việt Nam. Đây là điều tuyệt vời cho cả châu Á.
Theo đại diện ban tổ chức, sau khi nhận giải WTA 2016 tại Đà Nẵng, các đơn vị đạt giải hàng đầu châu Á sẽ chính thức trở thành ứng cử viên tham gia cuộc đua xét chọn đơn vị du lịch hàng đầu thế giới. Giải thưởng dự kiến sẽ được công bố vào khoảng tháng 12 mỗi năm.